Hey guys, how are you today? Have you guys all had dinner? Hello teacher. Have you had dinner? Have you guys had dinner? Mọi người ăn tối hết chưa? Let's wait for your friends a little bit, okay? Tụi con đợi cái bạn mình vào lớp một xíu ha. Rồi sau đấy mình sẽ bắt đầu. Mọi người đợi cô một xíu. Wait me. Please wait me. Where are your friends today? Maybe they don't remember today we have classes. Have you guys all done the homework? Have you guys all done the homework? Mọi người có làm bài tập hôm trước, hôm qua cô vừa giao không? You guys all done the homework? Để cô xem thử coi nha. Xem thử coi lớp mình hôm nay ai được đứng hạng nhất. Okay, there are two quizzes, right? Hôm nay là có hai quiz. Hôm nay là chúng ta lớp mình có hai quiz. Tách ra làm hai. Quiz 7 thì tụi con làm nhiều, nhưng mà quiz 8 thì chỉ có 13 bạn, tầm 13 bạn làm thôi. Bây giờ cô xem thử nha. Let me see. Okay, let's see. Bảo Khôi, wow, he did really great job. He only has one incorrect answer. One or two, I think two. Yeah, two incorrect answers. Yến Nhi, Diệu Hiền. Good job. You guys got in the top three. Hello, Nhi, nice to see you today. So just like I said before, right? For the top three, for each quiz, I will give you guys the bonus. Đây để cô cho các bạn check lại. Hôm trước là cô có check lại cái điểm cho tụi con. Rồi đây, đây hôm nay cô cho tụi con xem thử coi hôm nay là mình bao nhiêu điểm. Yến Nhi với lại Minh Châu là được điểm rất là cao nè. Các bạn rất là chăm chỉ làm bài, cũng như là Yến Nhi là rất là hay đứng top quiz, đúng không? Top 3 của quiz là Yến Nhi có điểm rất là cao nè. So I will give you the bonus, okay? But not now. Bây giờ thì kiếm tên nó hơi mệt. Ở đây nó không có hiện tên đầy đủ, cho nên là kiếm hơi mệt. Cô sẽ ghi chú lại, take notes. Sau đấy thì cô sẽ cộng điểm với tụi con sau nha. Okay, I will give the bonus to Bảo Khôi nè, Yến Nhi and Diệu Hiền, right? Diệu Hiền for this one. Okay, for this quiz, good job everybody. Good job for this quiz. Các bạn làm quiz này cũng khá là tốt nè. Good job, well done. Tí nữa cô xem thử coi là bạn nào bị sai. Tụi con bị sai câu nào nhiều thì mình sẽ sửa. Hello Khôi. Yes, good evening. Nice today. Nice to see you today, Khôi. Nice to see you. Oh, for quiz unit 8 thì có khoảng, thực ra có vài bạn làm quiz thôi. Thế là các bạn không để ý cái link, cô gửi hai link nên chắc là các bạn không để ý link sau. Ngọc Giang, ok, Ngọc Giang, Ngọc Giang nè. Bảo Khôi nè, ok, good job Khôi. And you got Diệu Hiền. Ok, good job, so you got two bonuses. Good job, well done, well done. Good job guys, good job. Quiz này các bạn không làm nhiều, chỉ có một, only few of you, only six of you done the quiz á. Tí nữa cô xem mà quiz nào mình làm sai câu nào nhiều thì cô sẽ sửa. Bây giờ cô sửa luôn nha. Ok, bây giờ mình đợi các bạn vào thì không biết như nào các bạn có vào đủ, cho nên là mình lớp mình cứ học trước ha. Let's see unit 7 first. Ok, bây giờ cô sửa unit 7 trước. Hôm nay thì cuối giờ mình sẽ bắt đầu làm đề luôn. Từ hôm nay là mình chỉ có làm đề thôi. Thì khi về nhà cô cũng sẽ cho tụi con những cái bài tập cô lấy ra từ những cái đề. Sau đấy thì tụi con sẽ về làm. Cô sẽ bỏ vào trong quiz này cho nó dễ, thì tụi con dễ làm. Ok, let's see. Đầu cô xem thử coi câu nào. Ở những cái bài này cô nghĩ cũng khá là dễ. Câu này thì cũng có tới một nửa bạn bị sai này. Tại vì điền từ, đúng không? Cô thấy là cứ bài điền từ là tụi con hay dễ bị sai.
What do, đúng rồi, theo cấu trúc câu hỏi của mình thì mình chỉ cần điền cái chữ do là được. Đó, ở đây Hoàng Long thì lại ghi là you. Hello, nice to see you today. Đúng rồi, tôi còn chỉ cần điền do thôi. Are là sai nè, chí điền are là không đúng nè, phải là do. What do you like doing? Okay, good job. À, câu này bị sai khá là nhiều nè, để cô xem thử nha. It's okay to be late. It's okay to be late. It's okay, Khôi, don't worry about it, okay? Don't worry, không sao hết. Uh-huh. It's okay. Có nhiều bạn phải học online, thậm chí đến 8 giờ 15, 7 giờ rưỡi các bạn mới vào được nè, không sao hết. Tụi con vào lúc nào cũng được, mình được coi lại video mà. It's okay. So this one, let's see. Welcome, welcome to, khi mà tụi con muốn chào mừng ai đó đến đâu đấy, mình chào mừng ai đó đến đâu. Ví dụ, welcome to my house, chào mừng bạn đến với nhà của tôi nha. Welcome to my house. Welcome to my school. Welcome to gì đó. Có nghĩa là con chào mừng ai đó đến đâu đó. Welcome to. Welcome to. Ok. Cho nên ở đây mình sẽ chọn to nè. I like. Ở đây số lượng. I like như cô đã từng nói. Mọi người nhớ cái bài hôm trước mình học không? Sau cái chữ like thì tụi con phải thêm in vào động từ. Sau chữ like tụi con phải thêm in vào động từ cho cô. Mọi người nhớ không? Sau like thì động từ phải thêm in. Cho nên ở đây phải là reading thôi, reading thôi. I like reading. Reading. Okay. What do you like doing? Cái này là sắp xếp câu hỏi nè. Cái này cũng vậy, cứ sắp xếp lại đúng theo thứ tự là được. Cái này sao mọi người bị sai nhiều ha. Cái này thực ra là cái đề người ta làm do cái đề mình bị sai nè, cái đề mình bị sai nè. Đó, cái câu này, cái đề thì lại cho dấu phẩy nhưng mà lại bắt mình điền dấu chấm gì đấy. Cái này là cái đề không sao hết. Mọi người chỉ cần nhớ cho cô mình biết cách điền đúng là được. I đi với động từ like, rồi swim thì phải thêm in cho cô có dấu chấm. Thì cái đề này là, cái này câu này tụi con sai là do cái đề. Ok, không sao hết. What do you like doing? Đúng rồi, mình dùng what nè. Cái này cũng vậy. What do you like doing? Sau like thì tụi con thêm in vào động từ cho cô. Đúng rồi, good job. I thì chỉ cần like thôi. Like có S khi nào con chia động từ với một số cái chủ ngữ nào, mọi người nhớ ha. Ví dụ như là he, she, it, chủ ngữ số it nè. Ví dụ như Mary, my mother. Khi nào mà cô muốn nói là my mother likes listening to music. My younger brother likes listening to music. Lúc đấy mình mới chia động từ tùy chủ ngữ, tụi con nhớ nha. Không bao giờ có cấu trúc em like hết. Cấu trúc này là không có nè. He thì phải là likes, chính xác. He là phải chia động từ nè. Chủ ngữ là he thì mình chia động từ, thêm s vào cái động từ like cho cô. Ok, he likes. She likes, cô ấy thích cái gì? Thích nấu ăn, cook thì phải thêm in, động từ cook thêm in cho cô, chính xác. Good job. She likes cooking, he likes. Ok, good job. Nếu mà cái bài này tụi con để ý cái bài học của mình á, thì mình làm rất là dễ. Taking thì mình đối với cái chữ taking, mọi người còn nhớ cái hành động là gì? Taking photographs, remember taking photographs, right? Thì mình có taking, đối với cái chữ take này tụi con phải bỏ y rồi mới thêm in. Cái chữ này nó đặc biệt một xíu, bỏ y rồi mới được thêm in vào, chứ không phải là take rồi để nguyên rồi mới thêm in nha. Mọi người để ý cái chữ này cho cô, taking photographs á. Bỏ y rồi mới thêm in vào cho cô. What's the wrong answer? What's the wrong answer? Có nghĩa là gì mọi người? Cái đáp án sai ở đây là gì? Đáp án sai ở đây là cái nào? Mình phải chọn cái đáp án sai. Mình phải chọn cái đáp án sai. Thì ở đây chính là I like play chess này. Đây mới là đáp án sai này. Bởi vì sau like là thiếu in, cái động từ bị thiếu in này. Cho nên ở đây bị sai ở chỗ này. I like, sau like thì phải thêm in cái động từ cho cô. Ok, I like playing chess. Wrong answer ở đây. I like playing chess. Đó, mọi người để ý cho cô. Có mấy câu nó bị lặp lại đúng không? Right cũng vậy. Right cũng là một cái trường hợp mà có y. Cứ những cái động từ của con á, mà con mà thấy có y ở đuôi á, động từ của mình mà có y ở đuôi thì bỏ, khi mà thêm in vào thì con bỏ y đi. Bỏ letter e đi rồi mới thêm in cho cô nha. Swimming là một trường hợp mà tụi con phải double lên cái khẩu âm này. Cái này là mình phải double lên mới đúng, mọi người nhớ. Swimming cần double lên, có nghĩa là nhân đôi lên á, là phải có hai letter m ở đây cho cô. Ở đây, my hobby, he là chủ ngữ, mình không có he đi với danh từ được. He thì chủ ngữ thì phải đi với động từ. Ở đây nếu mà con muốn dùng ở đây thì phải dùng cái dạng là his. His hobby hoặc là she ở đây thì phải là her hobby mới được. Của anh ấy,
sở thích của anh ấy là gì, sở thích của cô ấy là gì, thì mình có là his hobby, her hobby, chứ mình không bao giờ có he hobby hay là she hobby. He với she với I nó là chủ ngữ, thì chủ ngữ tụi con phải đi với động từ, okay? Không phải là danh từ hobby. And you got what is your, your, cái sở thích của bạn là gì, của bạn, sở thích của bạn là gì, your hobby chứ không phải là you. Okay, good job, well done. What, ở đây là what, bởi vì what này thì con bị thiếu mất động từ rồi, nếu mà con điền kiểu what này thì mình chưa có động từ. What is, ở đây thay vì người ta viết là what is đi, thì người ta viết tắt lại là what's your hobby. What's your hobby? Ở đây thì cũng vậy, con chỉ cần viết đầy đủ cho cô. I like collecting stamps. Có dấu chấm đàng hoàng là sẽ đúng. Okay, I like collecting stamps. Câu này cũng vậy. She like, có mấy cái nó bị lặp lại này. Đó, thì tụi con chỉ cần để ý cho cô như vậy. He likes, chi động từ thì mình lại có thêm S. Rất là nhiều bạn hay bị thiếu chi động từ đúng không? Tụi con vẫn còn chưa có để ý lắm về cái chuyện chi động từ ở thì hiện tại đơn này. Mọi người nhớ cho cô, tùy chủ ngữ thì mình sẽ dùng cái động từ, nhưng mà trong thì hiện tại đơn khác nhau. Tụi con nhớ để ý cái chuyện chi động từ cho cô. Okay. Tại vì mình quen dùng chủ ngữ là I, tôi á. Chủ ngữ của tụi con hay dùng là I đúng không? Thì I cộng với động từ mình không thay đổi này. Cái verb của mình là verb nguyên mẫu. Like thì vẫn nguyên cái like, không có thêm cái gì hết. Cho nên tụi con hay quen như vậy. Nhưng mà mọi người nhớ tùy chủ ngữ. Chủ ngữ của mình là gì thì mình phải nhớ để mình chi động từ thích hợp. Okay. Good job. Well done, guys. Good job for Unit 7. Now, what about Unit 8? Cô xem qua cái Unit 8 nha. Cô sửa cho mọi người cái Unit 8 nha. Let's see. So for Unit 8. Unit 8 thì các bạn làm không có nhiều. Cái này là hồi nãy cô cũng đã cộng điểm rồi. Bây giờ mình xem thử câu hỏi. Thì câu nào tụi con làm sai nhiều. Cái này thì chỉ cần nhìn hình và chọn thôi thì rất là dễ. Tụi con chỉ cần nhớ bài là được. Đó, nhớ môn tiếng Việt là gì thì chọn thôi. Who choose science? Đó, có nhiều bạn chưa học bài thì mới chọn mấy cái câu này nè. Bạn nào mà chọn môn tiếng Việt là science, nghĩa là bạn chưa có học bài nè. Đó, thì tụi con chỉ cần nhìn cuốn sách là gì. Tụi con nhìn cuốn sách là gì thì tụi con sẽ biết nè. Đó, ví dụ như môn thể dục, người ta để cái chữ là giáo dục thể chất. Giáo dục thể chất thì tụi con sẽ biết đấy chính là môn PE, đúng không? Đó, what? Ở đây, what subject do you like? Đó, trời ơi, ai cũng giỏi hết. Tất cả các bạn đều chọn đúng hết. What subject? Bạn thích môn gì? Tụi con thích, bạn thích môn gì? Thì bạn này mới trả lời là gì? Linh mới nói là I like English very much. Right? Thì ở đây mình phải chọn cho cô là subject là môn học nào? Bạn thích môn học gì? Môn học nào? Thì bạn mới nói là I like English. Okay, good job. They have, đây là cái mà cái hôm trước là cô có nói mọi người là khi mà tụi con liệt kê á, liệt kê ra thì mình sẽ cần phải có and ở cái cuối cùng. Một chữ thì không cần and đương nhiên rồi. Nhưng mà ví dụ chỉ có nghệ thuật, môn vẽ và môn tiếng Việt đi thì tụi con phải dùng and đúng không? They have art and Vietnamese. Còn ba môn thì mình cứ đặt ở cái cuối cùng. They have art, Vietnamese and music và môn âm nhạc. À, good job. Cái này các bạn cũng nhớ này, các bạn làm đi cô rất là giỏi nè. What? Ở đây bởi vì đây là số ít nè, đây là số ít nè. Môn học yêu thích của Tom là gì? Bởi vì đây là số ít nên tụi con phải chọn chữ is. What is? Còn nếu ví dụ ở đây cô ví dụ cái chữ subject của mình mà có S, có nghĩa là người ta hỏi là những môn học yêu thích của Tom là gì? Những môn học yêu thích của Tom là gì? Thì lúc đấy đáp án của tụi con phải là A. Cho nên là tùy vào cái danh từ của mình là số ít hay số nhiều, con sẽ chọn cái từ cho nó thích hợp. Bởi vì ở đây nó là subject không có S, cho nên là người ta chỉ muốn hỏi là gì, môn học yêu thích của Tom, có nghĩa là một môn thôi, người ta chỉ muốn biết một môn thôi, cho nên là người ta dùng cái chữ is. What is Tom's favorite subject? Nhưng mà ví dụ người ta muốn biết những cái môn mà Tom thích á, những môn đấy là môn nào, thì tụi con phải dùng là what are Tom's favorite subjects và có S ở cái đuôi subject cho cô. Môn, những môn học mà số nhiều mà, nên mình phải có thêm S cho cô. We are late for school. Đúng rồi, we are late for school. À, cái này bị sai nè mọi người. Cái này bị sai nha. Mọi người để ý cho cô. We are late for school. Đôi khi cái quiz này á, là nó bị sai. Người ta đánh không đúng á. We are late for school. Chứ không phải là we are for school late. Mọi người để ý nha. We are late for school. We are late for school. Cái này mới đúng nè. À, mà cái câu này nó bị sai đó. We are late for school. Chúng tôi bị trễ giờ rồi. Trễ giờ học rồi, late for something, có nghĩa là con bị trễ giờ trong cái việc gì đó, thì ở đây chính là school, là trễ giờ học á. We are late for school. Okay, good job.
khi nào thì bạn có môn art thì ở đây nó sẽ nhìn vào cái hình đúng không? Mình phải nhìn vào cái hình. Let me see, để cô xem thử cái hình này mình có nhìn được không? À, ok, I have art thì mình thấy cái cuốn art của mình là cuốn này không ta? À, cuốn này nè, đây cuốn này, hình như cuốn này là art nè. Thì ở đây đáp án chính là Thursday, tụi con chỉ nhìn hình thôi. Nhìn hình là mình sẽ biết được. Mình chỉ cần nhìn hình nhớ được thứ mấy là tụi con làm được ngay. À, rất là nhiều bạn làm đúng nè, good job. Câu này cũng vậy. Câu này thì cũng là sắp xếp lại bình thường thôi. Her art teacher, teacher art là không đúng. Giáo viên dạy vẽ thì tụi con sẽ nói art teacher, not teacher art, mọi người nhớ nha. Art teacher, math teacher, English teacher. For example, I am an English teacher. Chứ cô sẽ không thể nói là I am a teacher English. No, nó ngược lại với tiếng Việt của mình á. Tụi con để ý nó sẽ ngược lại. Giáo viên tiếng Anh đúng không? Cô giáo tiếng Anh. Không bao giờ mình nói là teacher English hết, mà mình nói là gì? English teacher. Thì cái này cũng vậy. Art teacher. Art teacher. Her art teacher. Giáo viên dạy vẽ của cô ấy. Her là của cô ấy nè. Her art teacher is Miss Flora, là cô Flora. Okay. Number 10. Okay, good job. Anne, okay, Anne hỏi gì nè? À, bạn trả lời đầu tiên con để ý cái câu hỏi của bạn Linh, bạn trả lời là Tuesday, có nghĩa là bạn đang nói về cái gì? Cái thời gian đúng không? Cái thời gian. À, thì ở đây câu hỏi của mình phải là when, khi nào thì bạn Linh bạn mới trả lời là thời gian được đúng không? When does she have PE? Khi nào thì cô ấy có môn thể dục? Khi nào thì cô ấy sẽ học môn thể dục? À, thì ở đây con phải dùng từ when thì bạn Linh mới trả lời là on Tuesday được, đúng không? Vào ngày thứ ba, vào ngày thứ ba. À, cái này cũng là một sai lầm. Cái này cũng là một cái chỗ sai đáng lẽ. Đáng lẽ cái đề của mình sẽ không có từ này thì tụi con mới chọn đúng được. Ok, đáng lẽ của mình cái đề không có cái từ này thì mình mới chọn on nha. Clara is an English. À đúng rồi, rất là giỏi nè. Information là chưa đủ. Information là thông tin, nó không phải là tên của môn học nên tụi con không chọn cái chữ này được. À, ở đây thì England càng không phải. England là nước Anh, nó không có nghĩa là môn tiếng Anh, nó chỉ có nghĩa là đất nước Anh thôi. À, còn ở đây mình phải chọn English teacher là giáo viên tiếng Anh á, bởi vì ở đây là an nè. Thứ nhất đây là an nè, cho nên là con phải chọn nguyên âm thì mình có English teacher. Đúng rồi, ở đây là không phải là what. Không bao giờ con hỏi trong tiếng Việt cũng vậy, con sẽ không bao giờ hỏi là gì. Cô giáo dạy vẽ của bạn là cái nào? À, mình đâu có hỏi cô giáo dạy vẽ của bạn là cái nào. What là hỏi về một cái gì đó, một cái vật, một cái sự việc gì đó, đúng không? What? À, còn ở đây tụi con cũng không hỏi là when, khi nào là cô giáo dạy vẽ của bạn. Ừ, nó không hợp lý. Ở đây cái hợp lý nhất chính là chữ who. Ai, who là dùng để hỏi về người nào, ai đó. Khi con muốn hỏi về người á, when you talk about the people, right? You want to ask about someone. Who is your mother? Ai là mẹ của bạn vậy? Who is your best friend? Ai là bạn thân nhất của con vậy? Who is your best friend? Who sit next to you in class? Ai ngồi kế con ở trường vậy? Ha, thì ở đây who chính là để hỏi về ai. Who is your art teacher? Cô giáo dạy vẽ của bạn là ai? Who? Ok, tụi con để ý phân biệt cho cô những cái từ dùng để hỏi. Khi nào mình dùng what, khi nào dùng how, dùng when, dùng who, dùng where gì đó. Mọi người nhớ phân biệt cho cô. Ok, good job. Well done, guys. Well done. So now, we gonna continue. Đó, thì đó là những cái mà bạn nào mà có học bài đầy đủ thì sẽ thấy là thật ra làm những cái bài tập quiz nó không có khó đâu. Không hề khó một xíu nào. Mình làm thấy dễ lắm. Chỉ cần tụi con ôn bài là tụi con thấy là mình làm rất là dễ thôi. Không có khó gì hơn á. Tí nữa thì sau khi học xong Unit 9 này thì mình sẽ chuyển sang mình làm đề luôn. Mình thử làm đề. Bắt đầu từ hôm nay là mình sẽ bắt đầu làm đề luôn. Ok. Now, let's see. So, for the last unit, đối với cái bài cuối cùng thì tụi con có bài 9, unit 9 trước để thi cuối kỳ 1 á, tụi con sẽ cần học unit 9, 1 to 9, right? From unit 1 to unit 9, what are they doing? This is a question, right? What are they doing? Họ đang làm gì vậy? Mỗi lần mà con thấy động từ của mình mà có ing á, à, có nghĩa là đang muốn nói về một cái sự việc đang diễn ra đó, đang diễn ra thì ở đây bởi vì đây là hiện tại tiếp diễn nè. What are they doing? Họ đang làm gì vậy? Thì con phải trả lời là gì? Họ đang làm cái gì đó đó đó. À, họ đang làm, và quan trọng ở đây cái chỗ đang làm á, cái chỗ đang làm ở đây mới là quan trọng này. Đó. Thì mình sẽ có là they
are. They thì phải đi với are. Đây là cái quy tắc thì tụi con phải nhớ. They thì sẽ đi với are. Mỗi cái đại từ nó sẽ đi với lại những cái động từ be khác nhau. Am, is, are. Mọi người nhớ. Hello, hello, nice to see you. Mình mọi người nhớ không? Mỗi đại từ thì nó sẽ đi với những cái be, động từ be khác nhau. Am, is, my are. Cô khởi đạo, khởi đạo. So you got they, are. They thì sẽ đi với are này. They thì đi với are này. They are. Sau đấy thì sau động từ, bởi vì đây là thì hiện tại tiếp diễn, thì theo thì hiện tại tiếp diễn tụi con cần phải làm gì? Sau khi mà tụi con có am, is, are, tụi con phải cộng với động từ thêm in. À, động từ này phải thêm in cho cô thì nó mới diễn tả được là đang làm gì, đang xảy ra, đang diễn ra. Mọi người nhớ nha, động từ phải có in. Ok, you need to add in for the verb. So for example, ví dụ cô có this one. Ok, so what about, ví dụ ở đây cô dùng chủ ngữ là they đi, thì ở đây các bạn thử viết vào cái câu cho cô này. Write in the chat box for me. Ví dụ ở đây có câu là, cô hỏi đi, cô nhìn hình này, cô hỏi là what are they doing? What are they doing? À, thì tụi con phải trả lời là gì? What are they doing? So what is the answer, guys? What is the answer? Đối với câu hỏi what are they doing? À, đối với câu hỏi của mình là what are they doing? Thì tụi con trả lời là gì? Who knows? Who knows? Okay, Yến Nhi, what about you? What is your answer, Yến Nhi? What are they doing? Look at the picture. They are listening to music. Yeah, okay, good job, Yến Nhi. Well done. We got the, như vậy mình sẽ có hành động. Đúng rồi, thôi, yeah. Listening to music. Và mình dùng cả câu thì mình sẽ có là they are, đúng không? Thì ở đây cô có thêm cho tụi con nữa. Thứ nhất, chú ý cho cô, số nhiều. Đầu tiên, đối với những cái chủ ngữ nào thì tụi con phải dùng là are nè. Thứ nhất là mình có we, you, they. We, you, they là những cái bắt buộc rồi. Bắt buộc là tụi con phải dùng are rồi. Ngoài ra, mình còn có những cái chủ ngữ khác mang nghĩa số nhiều. Như cô đã từng nói, tụi con phân biệt giữa số nhiều và số ít, đúng không? Ví dụ mình có my parents, có nghĩa là ba với mẹ của mình luôn á. Cả ba lẫn mẹ đó. Có S ở đây thì nó sẽ mang nghĩa là cả ba và mẹ luôn. Thì mình có my parents là ba với mẹ nè. Tuấn và My là hai người, bởi vì đó là từ hai trở lên đã là số nhiều rồi. The pupils, right? Học sinh, những học sinh. Thì ở đây có S cho nên chắc chắn nó sẽ là số nhiều. Thì cứ số nhiều và những cái chủ ngữ bắt buộc như là you, we, they nè. Tụi con phải cộng với từ are, đúng không? Cộng với từ are, cộng với động từ, thêm in cho cô. Listening, đúng rồi, thêm in vào động từ. Đó. Rồi mình sẽ có một cái vế câu thích hợp. Ví dụ đang nghe nhạc. Nghe nhạc thì phải đầy đủ là gì? Listen to music. Như vậy mình sẽ có cả câu luôn. They are listening to music. Tuấn and me are listening to music. The pupils are listening to music. Ok, mọi người nhớ cho cô nha. Như vậy thì ngược lại. Ngược lại thì mình sẽ có là gì? Mình sẽ có số, số ít. Số ít ngoài ra, ngoài số ít mình có những cái bắt buộc như là he, she nè. Nó it nữa, ở đây cô quên thêm cái chữ it nữa. Ví dụ như nó, ở đây mình đang nói về con mèo hay con gì đấy cũng được. Đó, it ở đây nè, đó. He, she, it là bắt buộc nè. Ngoài ra còn có số it, chủ ngữ mang nghĩa số it. Thì mình có ví dụ như my sister, chị của tôi hoặc em của tôi. Mà ở đây con chỉ nói về một người thôi, con đâu có thêm s đúng không? Cho nên con chỉ nói về một người thì nó là số it nè. My friend cũng vậy, bạn của tôi. Emily cũng là tên của một người thôi, tên của một bạn thôi. Cho nên nó là số it. Thì đối với những cái chủ ngữ he, she, it cũng như là chủ ngữ mang nghĩa số ít nè, con cộng với cái chữ is. Và cũng như vậy, động từ lại thêm in, động từ thêm in vào cho cô. Đó, rất là dễ. Còn trường hợp cuối cùng là gì, mọi người? Đối với chữ am, đúng không? Mình có am, is, are. Thì bây giờ mình có are với is rồi. Thì am nó rất là dễ. Chỉ có đúng một trường hợp duy nhất thôi là tụi con có cái gì? I. Chủ ngữ là I. Tôi á, tôi nè. Nó rất là đặc biệt, đúng không? Cái chữ I rất là đặc biệt. I am, tôi đang làm gì? I am listening to music. Tôi đang nghe nhạc. I am listening to music. Ok, mọi người nhớ nha. I am listening to music. I rất là đặc biệt. Chỉ có duy nhất cái chữ I nó mới đi với chữ am thôi. Tom like listening to music. Đúng rồi, Tom. Tom là một người thôi. Ví dụ giống như Khôi đặt câu cho cô nè. Tom chỉ là một người thôi. Thì Tom is, bởi vì Tom là số ít, cho nên là con dùng với Tom is listening to music. Good job, Paul. Well done, well done. Ngoài ra ở dạng câu hỏi, ví dụ khi mà con hỏi là what are they, chủ ngữ thích hợp thì con cũng dùng cái chỗ này thích hợp này. Ví dụ they thì mình phải dùng ở đây là are.
Còn ví dụ ở đây là he thì con phải dùng là is, đúng không? What is he doing? What is your brother doing? Anh trai của bạn đang làm gì vậy? Alex đang làm gì vậy? What is Alex doing? Thì cứ cái chủ ngữ con sẽ có cái động từ to be thích hợp. Hoặc là ví dụ như what am I, what are you doing? You thì ở đây con phải dùng với are này, đúng không? Như công thức của mình, you thì đi với are. Cho nên là khi ở dạng câu hỏi thì con cũng dùng như vậy. What are you doing? What am I doing? Tôi đang làm gì vậy? Thường cái câu đấy là dùng để tự hỏi bản thân mình á. Okay. À, hôm nay mình sẽ không có làm quiz khoan nhé. Hôm nay mình sẽ không có làm quiz, mình sẽ giải đề nha. Uh-huh. Now, take a look at the next one. Okay, take a look at the next one. Bây giờ cô sẽ cho mọi người xem một số cái actions, một số cái hành động này. Đầu tiên thì mình có cái gì ở đây mọi người? What do we have here? Đây là hành động. Drawing a picture. Yeah, draw a picture. Ở đây thì thực ra tụi con được quyền dùng cả số nhiều hoặc số ít, nhưng mà không bao giờ cái picture đứng một mình. Một là tụi con dùng là draw pictures có S. Hai là tụi con phải nói là draw a picture, chứ mình sẽ không có viết như thế này. Tụi con nhớ là mình không được viết là picture như vậy không. Viết là viết không như vậy là không được. No, no, no. Không được viết như thế này. Tụi con nhớ nha, cái chữ này là không viết được nè. À, draw a picture là chưa đủ. Một là a picture, vẽ một bức tranh, bức ảnh gì đó. Hai là dùng số nhiều là pictures, phải có S, có a, an hoặc có S cho cô. Okay. À, thì các bạn nhớ cho cô. Thường thì mình nhớ một cái là được. Okay. Draw pictures hoặc là a picture đều được. À, không có a picture Khánh Linh nha. Ở đây Khánh Linh viết sai cho cô rồi nè. Không có vụ a pictures. Đã pictures là số nhiều rồi thì mình đâu có thêm a được. Khánh Linh nhớ nha. Pictures là số nhiều rồi nè, thì con đâu có thêm ở đây được. Chỉ là một trong hai thôi Khánh Linh nha. A picture hoặc là pictures thôi. Ok, các bạn để ý cho cô nha. Rất là dễ nhầm á. Thì ở đây cô có một câu ví dụ nè. My younger sister is drawing a picture. My younger sister là em gái á. Ở đây là em gái á. Ừ, em gái thì ở đây tụi con muốn thấy là em gái thôi. Em gái thì chỉ có một người thôi. Ok. Các bạn tắt micro dùm cô nha. Các bạn tắt micro dùm cô nha. Mẹ rửa đi. Mẹ đang đi chân không đây này. Okay, I need to turn off the mic. Do là có bạn ở nhà, bạn nào hơi bị ồn nên là cô tắt micro của mọi người nha. Okay. My older sister is drawing a picture. Đúng rồi, Khánh Linh, good job. My older sister có nghĩa là chị. Khi mà tụi con muốn phân biệt, khi mà tụi con dùng cái chữ sister với brother thì nó sẽ không nói lên được là anh hay là chị hay là em đâu. Em gái, chị gái người ta không phân biệt được. Để mà phân biệt được chắc chắn là chị hoặc là em thì giống như Khánh Linh ghi á. Older sister thì sẽ mang nghĩa là chị. Younger sister thì sẽ mang nghĩa là em. Thì ngược em gái á, ngược lại brother cũng vậy. Younger brother thì sẽ là em trai. Còn older brother thì sẽ mang nghĩa là anh trai. Đó là nếu mà tụi con muốn phân biệt á. Nếu mà tụi con muốn phân biệt á. À Khôi nè, Khôi bị sai cái lỗi gì rồi. Pictures, picture có S mà Khôi còn thêm a cho cô nè. Như vậy là không đúng cấu trúc ngữ pháp. Một là a picture, không có S. Hai là pictures, có S thôi, không có a, an gì hết. Mọi người để ý cho cô cái đấy. Ok. Mọi người nhớ để ý cái phần đấy nha. Cái phần đấy tụi con rất là dễ nhầm nè. Tụi con thấy câu ví dụ của cô cũng vậy. A picture thì đâu có S đâu. Còn nếu mà tụi con muốn thêm S thì không được thêm a. Ok. Một là dùng số ít, hai là mình dùng số nhiều. À, mọi người hiểu nha. What about this one? Mọi người biết hành động này là hành động gì không? Cái này tụi con cũng đã học học trong bài học của mình rồi đúng không? Đúng rồi, baby sister thì sẽ có nghĩa là em bé mà kiểu em bé gái mà nhỏ xíu á, còn nhỏ xíu á. Thường thì khi mà con dùng baby sister hoặc là little sister, baby sister thì sẽ mang nghĩa là em bé, em của con nhưng mà em mà nhỏ, em của con còn nhỏ lắm. Em của con còn nhỏ lắm thì tụi con dùng là baby sister đồ đó. Còn hành động này là gì mọi người? What action is this? Đây là hành động gì? Tụi con nhớ không? Remember? Cái này là mình đang làm cái gì mọi người? Đang làm cái gì để phóng đi đây? Làm cái gì từ giấy đây? Làm cái gì từ giấy đây? Cái này bạn nào có học ở trường Unit 9 rồi thì sẽ biết nè. What is she or he doing? Mọi người, các bạn nào biết không? Các bạn nào biết thử ghi đáp án cho cô xem nè. Who knows this one? Đây là đang gấp cái gì mọi người, gấp nè, gấp giấy nè, nhưng mà gấp cái gì?
gấp máy bay bằng giấy. À, như vậy các bạn nào nhớ không? Gấp máy bay giấy thì tụi con có hành động gì? Hành động gì ở đây đâu? Ví dụ draw, vậy cái này là vẽ tranh thì con có draw pictures nè. Như vậy gấp máy bay giấy thì sao? Gấp máy bay giấy các bạn nào nhớ không? Who remembers? Who remembers? Who remember this one? Ah, okay, good job Minh Châu. Good job. Okay, well done. Nhưng mà Minh Châu cũng bị mắc cái lỗi số ít số nhì cho cô này. Okay. Thứ nhất, mình sẽ có make paper planes. À, Minh Châu để ý cho cô, con phải có số ít hoặc số nhiều, đó là danh từ đếm được. Cho nên là con phải có một là planes của Minh Châu á, phải thêm S cho cô. Hai là giống như con muốn nói là con làm một cái máy bay giấy thôi, một cái thôi. Thì con nói là make paper, a paper plane, a paper plane. Nhưng mà thường thì mình hay dùng số nhiều cho những cái động từ này lắm. Make paper planes, ok? Paper planes thì ở đây cũng có thêm một vài cái khác. Ví dụ con làm cái gì từ giấy, giấy ở đây đang đóng nghĩa nè. Paper planes nghĩa là máy bay bằng giấy nè. Hoặc là paper boats nghĩa là tàu bằng giấy nè. Hay là con làm hoa bằng giấy cũng được. Thì con cứ thêm vào paper flowers, paper boats, paper planes. Đó, mọi người sẽ dùng số nhiều cho cô nè. À, còn ở đây Khôi lại quên cái gì sau is. Đang làm gì mà Khôi đang làm gì? Cái chữ make của con bị sai rồi nè. Và cái chữ paper plane của Khôi cũng vậy. Một là con dùng số ít là a paper plane, một cái máy bay bằng giấy. Hai là Khôi dùng số nhiều là thêm S cho cô. Chứ mình không có được viết không như vậy. Danh từ số nhiều thì nó phải có mạo từ đi kèm, chứ nó không có đứng một mình như vậy được. Mọi người để ý cho cô nha. Danh từ này là danh từ đếm được nè. Plane, máy bay giấy tụi con đếm được. Thì tụi con không có để nó đứng một mình như vậy đâu. Tụi con phải đi với lại một là a paper plane. Hai là số nhiều là thêm S cho cô. Okay. Khôi vẫn còn viết sai nè. Khôi để ý cho cô. No, 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 guys. Khoa cũng vậy nè. Các bạn quên mất tiêu rồi đúng không? Các bạn quên mất tiêu rồi. Nhìn cái câu cô nè. Cái chữ max của mình có chia động từ sau chữ is không? Sau is có chia thêm s không? Mình làm gì với động từ mọi người? Sau am, is, are thì mình thêm gì? Mình đâu có chia s, a, e, s gì đâu Khoa. Con phải thêm in động từ. Đang làm gì? Mọi người nhớ nè. Thì hiện tại tiếp diễn là con phải để miêu tả một cái việc gì đó đang xảy ra. Thì cái động từ con thêm in vào. Mọi người để ý câu ví dụ rồi hãy làm nè. Phải để ý câu ví dụ của cô rồi hãy làm nè. Ở đây Khoa vẫn còn bị sai cái lỗi cô vừa mới nhắc Khôi luôn. Là paper plane. Một là con có S. Hai là con thêm an. Danh từ đếm được. Mình không có cho đứng một mình được. Mọi người để ý cho cô cái này rất là dễ sai nè. Make. Tụi con cứ nhớ. Bây giờ thay vì tụi con phải nhớ như vậy thì tụi con cứ thêm số nhiều cho cô đi làm dễ nhớ nhất. Đó, cứ thêm số nhiều cho cô là dễ nhớ nhất luôn á. Ok. Mọi người nhớ nha, không có để paper plane một mình đâu. Ok, good job Khoa, good job. Ok, đó thì tụi con có làm cái gì bằng giấy ấy, thì tụi con có thể viết như thế này. Paper planes, paper boats, paper flowers. Bất kỳ cái gì là bằng giấy tụi con có thể viết giống như vậy cũng được. Ok. We are making, đó nè, Khoa để ý nè. Sau are nè, đầu tiên là có cái be thích hợp đi với cái chủ ngữ. Thì mình tới cái động từ be thích hợp, am, is, are. Sau đấy, động từ chính thì mình phải thêm in vào. Making paper planes. Chúng tôi đang làm máy bay giấy. We are making paper planes. Và ngoài ra, tụi con có làm một cái gì đó, làm nên một cái gì đó. Tụi con hay dùng cái chữ make này lắm. Ví dụ làm con diều á, tụi con tự làm diều. Tụi con cũng có make kites, make puppets. Mọi người biết puppets không? Puppets là con rối á. Có nhiều con rối tụi con có thể tự làm được bằng vải hoặc là bằng giấy đúng không? Make puppets, make kites. Make a model có nghĩa là con tạo nên một cái mô hình. Model ở đây nó mang nghĩa là một cái mô hình gì đó. Ví dụ mô hình một căn nhà, mô hình một cái xe, bất kỳ mô hình gì nào cũng được. Thì cái từ chung cho cái từ mô hình tụi con có chữ này là model. Make a model. Ví dụ con có thể nói là I am making a model with my friends. Con đây là một cái model, một cái mô hình với bạn của con. I'm making a model with my friends. À thì đây. Đúng rồi. Yeah, good job, Khôi. Well done. Make kites, make puppets. A model, make a model. Làm một cái gì đó thì tụi con có thể dùng thêm một số cái từ này. Những cái từ này là cô cũng lấy từ trong sách của mọi người á. Làm con diều nè, hay là làm một con rối nè, puppets. Hay là làm cái model nè. Hoặc là làm cái model nè. Phong sao viết y chang của Khôi vậy? Phong copy lại bài của Khôi ạ.
Các bạn nhớ tự đặt câu nha. Các bạn muốn cô sửa thì tụi con cứ tự đặt câu, thay đổi chủ ngữ một xíu, mình tự thay đổi cái chủ ngữ một xíu. À, mình dùng những cái chủ ngữ khác nhau. Tụi con tự nghĩ ra cái dụ ngữ, giống như là cô mỗi câu ví dụ cô đều dùng một cái chủ ngữ khác cho tụi con để tụi con biết nè. Ví dụ younger, sister, we nè, tùy chủ ngữ tụi con muốn dùng chủ ngữ nào cũng được. Ok. Ok, yeah, good job, hello my brother. À, ở đây em trai thì phải là younger brother chứ không phải là brother younger, hello nha. My younger brother. Đây, tụi con để này younger sister này thì cũng như vậy. Younger brother, hello nha. Not brother younger. Ok. Younger brother is making a model. Good job, well done. Rồi có một số cái nữa. Ví dụ cô có cái này. What class? Which class is it? Các bạn nào biết đây là lớp học môn gì không? Which class is it? Đây là lớp môn gì mọi người? This is a class for what subject? Yeah, for art class, right? So you can say have art lesson, nghĩa là con đang học môn gì đó, thì ở đây tụi con có thể dùng cái cụm này. Ví dụ cô có cái câu là gì? Jesse and Tom are having art lesson, đang học môn vẽ. Are having art lessons, okay? Are having art lessons. Hoặc là tụi con có thể nói là they are learning. Tụi con muốn nói là đang having art lessons cũng được. Hoặc là tụi con đổi thành cái chữ học luôn. Cái chữ học thì mình chỉ cần đi với cái môn học thôi. Thì chỉ cần dùng cái chữ art là được. They are learning art. I am learning math. I having là chưa đủ. Khánh Linh bị thiếu cái gì nè? Khánh Linh bị thiếu cái gì? Động từ be của con đâu? Am, is, are của Khánh Linh đâu? Thì I thì sẽ đi với cái be nào? À, mình phải nhớ là đủ đầy đủ cấu trúc thì mới đúng. Ok. À, tại vì cô đang không cho mọi người mở mic đó hả? Tại vì hồi nãy ở bên nhà bạn nào bị ồn á, nên là cô không có cho mọi người mở mic. Tại vì nó hơi bị ồn một xíu. Next up, we got what about this one? Cái này cũng là trong bài học của tụi con nè. What is it? This is a mask, right? This is a mask. À, task của Khôi là sai nè. Khôi nhớ lại nè. Am, is, are, động chia hiện tại tiếp diễn là con phải làm gì? Con thêm in vào động từ của mình. Con thêm in vào động từ của mình. Như vậy cái từ has này của Khôi đâu có liên quan gì tới cái thêm in đâu đúng không? Cái has này là chia hiện tại đơn, không phải là chia hiện tại tiếp diễn. Hiện tại tiếp diễn, cô nói lại cấu trúc hiện tại tiếp diễn nè. Là chủ ngữ, là cô nói chung là subject á. Mình có chủ ngữ cộng với am hoặc is hoặc are. Thì cái này là tùy vào con chọn chủ ngữ nào. Xong rồi động từ của con thêm in cho cô. Thêm in. Mọi người nhắc lại nè. Thêm in. Hiện tại tiếp diễn có nghĩa là động từ của mình phải thêm in. Khoa cũng chưa đúng luôn. Is have thôi là chưa đủ. Động từ của cô lại thiếu in nè. Các bạn bị thiếu in rất là nhiều nè. À, Yến Nhi ghi đúng cái mà cô để trên hình rồi đó. Đúng rồi. Mọi người bị thiếu in quá nhiều nè. Mọi người còn chưa để ý khi động từ nhiều nên là tụi con còn hay bị thiếu in nè. Thì mình rất là dễ bị sai. À, thì ở đây cô có cái hành động là paint mask, nghĩa là tô màu, tô vẽ cho cái mặt nạ đúng không? Thì mình nói là I am nè. Tụi con thấy là câu của cô lúc nào cũng đầy đủ nè. I, chủ ngữ I thì đi với be thích hợp thì là am. I am painting. Sau đấy mình có động từ paint. Paint thì bây giờ mình trong câu hiện tại tiếp diễn thì tụi con phải thêm in. Cho nên là cô thêm in vào đây. I am painting masks. Ok. My younger sister is having art lesson. Correct. Good job. Well done for Khoa. Good job. Đó, thì đấy là một số cái. I am painting masks. Yeah, good job. Well done, Helen. Good job. Đó, thì ngoài ra, có một cái từ động từ mà tụi con... Thì ở đây chỉ là như vậy thôi. Tụi con chỉ cần biết thêm được cái hành động khác thì tụi con cứ đặt câu bình thường thôi. Cô ví dụ như chơi cái gì đó thì mình có cái chữ play đúng không? Tụi con nhớ chữ play không? Thì cái chữ play nó rất là đa dạng. Nó có thể chơi bất kỳ cái gì. Ví dụ chơi thể thao này, chơi về cái gọi là musical instruments, có nghĩa là nhạc cụ này, thì mình cũng dùng cái chữ play. Hoặc là play games, những cái loại game để tụi con chơi, những cái trò chơi á, thì mình cũng dùng cái chữ play luôn. Cái chữ play này rất là đa dạng đúng không? Thì cô ví dụ ở đây mình có môn đúng rồi, playing drums, con thấy là trống thì thường chơi rất là nhiều trống đúng không? Cho một lần thì con đánh trống thì đánh rất là nhiều cái trống khác nhau, nên là mình thường dùng là drum có s, playing drums. Khánh Linh lại quên I am, đôi khi là tụi con cứ quên nè. Ban đầu thì Khánh Linh vẫn ghi là I am painting mask, nhưng mà xuống câu dưới playing drum thì Khánh Linh lại không có in am cho cô rồi, Khánh Linh lại quên chữ am của cô rồi. Đó.
Tụi con vẫn còn chưa có để ý lắm về cái việc chi động từ, thành ra rất là dễ bị sai nha. Nếu mà mình tự phải viết câu ra thì rất là khó đúng không? Chọn cách nghiệm thì không có gì khó, nhưng mà nếu mà tụi con phải tự viết câu ra thì cực kỳ khó đúng không? Tại vì tụi con cứ hay bị quên am, is, are nè, động từ thiếu in nè. À, các bạn nãy giờ mặc dù viết về ví dụ rất là nhiều nhưng mà đôi khi cứ qua cái mới thì tụi con lại quên đi, cứ qua câu mới thì tụi con lại cứ quên đi cái công thức của mình. Mọi người để ý lại, xem lại bài để mà mình làm cho nó đúng. Ok. Ngoài ra thì cô ví dụ thêm về chơi cái khác, ví dụ chơi chơi điện tử nè, mình có trò chơi máy tính, trò chơi điện tử thì tụi con có thể dùng thêm những cái cụm này. Hay là chơi cờ nè, thì mình có cái chữ play chess. Ví dụ con nói là con đang chơi cờ với bố đi, I am playing chess with my dad. Với ai đó thì tụi con có thể dùng cái chữ with là với ai đó đó, with my dad. Ok, I am playing chess with my dad, chơi cờ với ai, với bố, với bạn, với ba mẹ gì đó. Ok, with my dad. Play games, đúng rồi, play games là một cái từ chung nhất có thể là chơi trò chơi á, chơi trò chơi á, thì có thể là tụi con tự phân ra chơi trò chơi gì, ví dụ play video games, computer games, bất kỳ trò chơi gì. Ok. Ngoài ra thì ở đây khi mà tụi con muốn hỏi về I am playing chess with my mom. Ok, good. I am playing chess. I am playing chess. Good job. Khi mà tụi con muốn hỏi về vị trí của ai đấy, ví dụ where is John, các bạn cứ nhớ những cái từ dùng để hỏi thì mình có who là về ai, what cái gì đâu đó, when là khi nào, thì where chính là cái từ dùng để hỏi về vị trí ở đâu. Where is John? John đang ở đâu? Where is my pen? Cây bút của tôi đâu, mất tiêu rồi, cây bút của tôi đâu, ở đâu, vị trí của cái gì đó ở đâu, thì mình có ở đây hỏi là where is John? John đang ở đâu? Thì con thấy John này dùng cái chữ be thích hợp là chữ is nè. Where is John? Where's John? À, thì đây là cái câu mà khi mà con muốn hỏi ai đó ở đâu. Where's my mother? Mẹ con đâu? Where's my mother? Where's my friend? Ví dụ như vậy. Thì đó, các bạn sẽ hãy trả lời là gì? John is ở đâu đó? Đúng rồi. Where is my phone? Điện thoại của con đâu? Và hãy lên nhớ câu hỏi thì phải có dấu chấm hỏi nha. Where is my phone? Where is my phone? Okay. Where is my John là gì Tom? Where is my John? My John là John của con á hả? Hôm nay nói là John của con à? He or John? Thì lúc đấy chủ ngữ của mình sẽ là he hoặc là John đều được. Anh ấy đang ở đâu? John đang ở đâu? Ví dụ in the classroom là ở trong lớp học nè. In the classroom thì mình có be động từ. Câu của mình một câu muốn đầy đủ là thành một câu á, thì phải có chủ ngữ đi với động từ. À, chủ ngữ phải có động từ thì mình có động từ be ở đây là is nè. Đang ở đâu đó? John đang ở trong lớp học. John is in the classroom. Where's my pen? Okay, yeah, good job. Where's my pen? He, ở đây Yến Nhi lại thiếu động từ nè. Yến Nhi thấy không? He is in. Con chưa có động từ. Anh ấy đang ở trong lớp học, phải có động từ is, động từ to be cho cô. He is in the classroom. Okay. Và ví dụ câu hỏi tiếp, xong rồi cô mới hỏi tiếp thêm câu hỏi John đâu rồi, thì cái bạn nào đấy đi, ví dụ cô hỏi một bạn nào đó, bạn John đâu rồi, thì bạn đó mới nói là John đang trong lớp á, thì cô mới hỏi tiếp what is he doing. Cái cấu trúc này mình đã học rồi hồi nãy nè. Anh ấy đang làm gì vậy? What is he doing? Anh ấy đang làm gì vậy? Có nhiều bạn hay bị nhầm trả lời, khi mà tụi con trả lời lại tụi con hay lặp lại cái chữ doing á, tại vì tụi con nghĩ là đang làm cái gì đó, thì tụi con hay lặp lại là đang làm gì đó. He's doing playing chess, ví dụ như vậy. Có nhiều bạn hay bị nhầm như vậy, nhưng mà không phải, mình cứ theo cấu trúc của mình, chủ ngữ rồi tới động từ be thích hợp, xong rồi động từ thêm in. Ví dụ anh ấy đang đọc sách đi, he is reading a book, hoặc là book số nhiều cũng được, a book hoặc là book số nhiều, như nào nãy cô nói mấy cái từ kia đó. He is reading a book hoặc là he's reading books, ví dụ như vậy. Okay. Ngoài ra cô có một cái cụm từ khác. Đâu, bây giờ các bạn cứ thử dùng những cái cụm từ mới này cho cô nè. Những cụm từ này tụi con thử tự đặt câu, viết vào chat box cho cô xem thử. Okay. What is she doing? Đúng rồi, đặt câu hỏi vừa đúng rồi, đặt lên nha. Yeah. What is she doing? Đúng rồi. Đây, mình có do homework, nghĩa là tụi con làm gì? Do homework, làm bài tập về nhà, đúng không? Okay. Do homework là bài tập về nhà. Rồi có gì nữa? Watch a video, coi một cái video là một clip á, một cái đoạn clip nào đó. Coi TV, watch TV, watch movies, watch film. À, coi phim này, coi phim. Movies với phim thực ra là đồng nghĩa nhau quá, nó đều nghĩa là phim á. À, hoặc là coi TV là TV nè, hoặc là con muốn nói cụ thể là con đang coi một cái video. Ví dụ con nói là con coi video trên YouTube đi. I am watching a video on YouTube.
I am watching a video on YouTube. Hoặc là read a text nghĩa là gì? Read a text nghĩa là con đọc một cái đoạn văn nào đó. À, TV của con đâu rồi? Đúng rồi. Where's my TV? Có dấu chấm hỏi không nha? Đúng rồi. Writing a dictation. Đúng rồi. Trong bài học của mình cũng có cái đấy đó. Đúng rồi. Write a dictation nghĩa là con viết chính tả đó. Con đang tập viết chính tả đó. Ví dụ cô giáo đọc rồi mình viết chính tả lại đúng không? Thì cái đấy nó có nghĩa là write dictation. She is swimming. Đúng rồi. Good job, Giang. Đúng rồi. Cô ấy đang bơi. Đúng rồi. She is swimming. À, good job. Thì mình có đọc bài nè, viết chính tả nè, rồi còn có hành động gì nữa. Have a break nghĩa là con đang con nghỉ giải lao á, con đang nghỉ giải lao. Ví dụ con nói là we are having a break, con đang nghỉ giải lao. We are having a break. À, chúng tôi đang nghỉ giải lao. She is playing chess. Đúng rồi Nhi, good job. Mọi người nhớ là câu thì phải có dấu chấm câu đàng hoàng nha, tụi con cũng hay bị quên dấu chấm câu lắm á. Tập viết dấu chấm câu cho cô nha. Tập viết hoa đầu câu và dấu chấm câu ở cuối. Câu hỏi có dấu chấm hỏi, câu khẳng định thì phải có dấu chấm. Mọi người nhớ nha. À rồi, cô nói thêm cái từ này, cái này cô chỉ thêm cho tụi con thôi. Thì cái chữ này mang nghĩa là gì mọi người biết không? Cái từ này có nghĩa là gì mọi người? What is it? Ai nói cho cô biết thử coi. What is it? Who tell me? Exercise. Yeah, do exercise nghĩa là gì Khôi? What is do exercise? Tập luyện. Đúng rồi. Tập thể dục. Đúng rồi, tập thể dục. Đúng rồi, tập thể dục. Và mọi người chú ý cho cô, sau này tụi con sẽ thấy có một số sách, sách giáo khoa của tụi con, người ta sẽ ghi là bài tập 1. Là bài tập trong sách tụi con làm, ví dụ bài toán á, tụi con sẽ thấy nó ghi là exercise 1, exercise 2 được á. Tụi con thấy nó kỳ không? Tại sao exercise lại là tập thể dục? Nhưng mà cái chữ exercise ở đây nó không nghĩa là thể dục mà nó lại có nghĩa là làm bài tập. Thì cái chữ này các bạn nhớ cho cô, mình sẽ có hai từ khác nhau. Cái này mà tụi con tụi con mà thêm s một cái luôn là nó thành một cái cụm từ khác hoàn toàn. Bây giờ cô phân biệt cho tụi con hai cái cụm từ này nha. Exercise với lại do exercises. Rồi, exercise thực tế nó tùy vào tụi con đang dùng ở dạng nào. Ok. Đây, đầu tiên, cái cụm đầu tiên tụi con nhớ là exercise nó là danh từ đếm được đó, nhưng mà tại sao ở đây nó lại không có s cũng như không có an trong từ này, thì nó mang nghĩa là tập thể dục thì nó sẽ là danh từ không đếm được, cho nên là không cần phải có an gì ở đây. Và khi mà tụi con viết như thế này, người ta sẽ hiểu tụi con đang nói về cái việc tập thể dục thì nó mới có nghĩa như thế này. Tụi con phải viết y chang như vậy mới có nghĩa này. Thì con chỉ cần thêm s vào một cái, nó không còn nghĩa tập thể dục nữa mà nó sẽ có nghĩa là làm bài tập. Exercise này nó sẽ có nghĩa là bài tập số 1, bài tập số 2 này đúng không? Thì khi mà tụi con thêm S, tụi con người ta sẽ hiểu là con đang làm bài tập về nhà đó. Con đang làm không phải là bài tập về nhà mà chỉ là bài tập thôi á, bài tập trong sách, bài tập trong vở của tụi mình á. Đó, thì các bạn phân biệt cho cô. Nếu mà con nói là tập thể dục nha, tập thể dục thì chỉ cần nói là do exercise, không thêm S, không an gì hết cho cô. Do exercise người ta sẽ hiểu à, con đang nói về cái việc tập thể dục. Còn nếu mà con muốn nói về cái việc làm bài tập á, làm bài tập thì nó sẽ thành do exercises là số nhiều nè. Do exercises, con đang làm gì vậy? I am doing exercises. Như vậy nếu mà tụi con biết vậy nè, người ta sẽ biết à, tụi con đang làm bài tập nè. Đó, cái này thực ra rất là dễ lộn, nhiều khi lớn lên tụi con vẫn còn lộn ấy. Rất là nhiều người vẫn còn lộn đến bây giờ. I am doing exercise mà tụi con mà biết cái này như vậy thôi, người ta sẽ hiểu là con đang tập thể dục. Đó, hai câu này hai nghĩa khác nhau. Hai câu này mang nghĩa khác nhau nha. Một cái có S, chỉ cần bỏ S vào một cái nó biến thành cái nghĩa khác luôn, là tụi con đang làm bài tập. Còn nếu mà tụi con không có S như thế này, viết như thế này nè, nó sẽ mang nghĩa là tập thể dục. À, cái này là cô chỉ thêm cho tụi con biết từ biết sớm thôi. Cái này đến nhiều khi lớn lên tụi con vẫn có thể bị nhầm á. Nếu mà không chỉ thì tụi con chắc là chưa phân biệt được. Cho nên là cô chỉ luôn, bạn nào nhớ thì tốt. Ok, đó, tụi con nên phân biệt cái này cho cô nha. Ok, đấy là cô chỉ thêm cho mọi người thôi. Cô chỉ thêm thôi. Chứ cái bài của mình, bài kiểm tra nó sẽ không có bắt mình phân biệt hai cái đấy đâu. Next, ví dụ cô có động từ sleep, ví dụ như vậy, hoặc là clean the house, bất kỳ cái nào, bất kỳ cái công việc gì tụi con cũng có thể chia được động từ hiện tại tiếp diễn đúng không? Bất kỳ việc gì cũng có thể nói là đang làm gì đó mà, đúng không? Brush teeth, đó, đang làm gì, đang dọn nhà, đang đánh răng, đang đi ngủ, à, đang uống nước, đang ăn cái món gì đó. Đó, thì các bạn cứ thử đặt câu, à, rồi gửi vào chatbox cho cô xem. Okay. Brush teeth, have a break, sleep. Ví dụ, we are having a break, we are having a break. Chúng tôi đang nghỉ trưa, chúng tôi đang giải lao, đang nghỉ giải lao á. We are having a break. À, đó, thì cái này là cái từ thêm. Break. Con có thể tự làm thêm nhiều, đúng không?
Okay. Have her breath. Mình có thể tự nghĩ ra thêm động từ khác. Còn rất là nhiều động từ tụi con đã từng học rồi. Okay. So that's it, guys. That's it for unit 9. Ah, you are ready to do the test now. Bây giờ các bạn mình, bạn nào mà học bài đầy đủ là coi như bây giờ sẵn sàng để làm bài kiểm tra rồi đó. You are ready. You have all the knowledge to do the test right now. Các bạn bây giờ là coi như đã sẵn sàng để làm bài kiểm tra rồi đó. You are all ready. Now, we're gonna do the test together. From now on, we're going to only do the test. Bắt đầu từ bây giờ thì cô sẽ cho các bạn luyện đề. Bây giờ thì bắt đầu mình sẽ luyện đề này. Thì ở đây cô có giữ một số cái đề ở đây thì các bạn sẽ cùng làm với cô. Okay. Now, look and read, put a tick or a cross. Thì bây giờ thay vì dấu, cái dấu này không biết là tụi con đánh không được đúng không? Thì tụi con dùng cho cô chữ V với chữ X á, V với X á. Đó, thay vì bây giờ các bạn dùng cái dấu này thì các bạn dùng cho cô chữ V. Letter V là đúng nè. Còn cái chữ X có nghĩa là sai nè. Đó, thì các bạn dùng cho cô hai cái này để phân biệt. Một cái là đúng thì mình dùng chữ V giống như dấu tick vậy đó. Còn cái nào sai, ví dụ câu số 1 thì tụi con đọc. Look at the picture, then you read the sentence. Xem thử coi câu này đúng hay sai. Đúng thì điền cho cô V. Mà sai thì điền cho cô là X, dấu X cho cô. Ok. Các bạn nhớ ghi số cho cô để cô biết. Ví dụ 1, đáp án của con, câu 1 là gì, câu 2 là gì, câu 3 là gì. Mọi người có thể làm cả 4 câu rồi được gửi cô luôn. Ok, làm cả 4 câu luôn rồi gửi cô luôn, chứ không cần phải làm từng câu như vậy. Ok. Ok, now let's invite Diệu Hiền, please. Bây giờ Diệu Hiền giúp cô làm chung với cô này. Các bạn cứ gửi đáp án vào, còn Diệu Hiền thì sẽ làm với cô này. Number 1, Diệu Hiền, what is it? Number 1. Bây giờ Diệu Hiền cứ nói cho cô nghe là yes hay là no đi. Yes hay no? Yes or no? Yes. Okay, so it's mean that you choose a tick, right? Yes, uh-huh. It's correct. Good job. Look at the picture. So you can see that they are playing badminton. So it's a yes. Yeah, what about number 2, Hiền? What about number 2? No. No? Okay. So is it no, guys? It's a no. Yeah, they are not in class 5B. Which class are they in? Which class are they in? Which class are they in? They are in class 4A. Yeah, 4A. Good job, Hiền. Đúng rồi, 4A. What about number 3, Hiền? Number 3? Yes. So you say yes, right? Let's see. They are drawing a picture. Đúng rồi, they are drawing a picture. Đang vẽ tranh. Đúng rồi, good job. And number 4. What is number 4? What is the answer for number 4, Hiền? Yes or no? No. No. Okay, yeah. So again, Hiền, what is she doing? If she isn't riding a bike, so what is she doing? Nếu mà cô, cái bạn này không có chạm đạp xe đạp thì bạn này làm gì, Hiền? What is she doing? Can you tell me? She's flying a kite. Good job. Well done. Okay, good job, Hiền. Giỏi quá. Good job. Well done, everybody. Các bạn cũng tự check được đáp án rồi, đúng không? Đó, đây là đáp án của mình nè. Đó, đây là đáp án của mình nè. Ok, thì tụi con nhớ cho cô tick có nghĩa là dấu tick là dấu màu xanh lá cây mà cô biết nè. Còn dấu cross thì là dấu gạch chéo á, X. Thì nó biểu hiện cái việc sai. Còn câu này là biểu hiện cho đúng nè. Ok. Good job everybody, good job. Now we're gonna continue with question 2. Ok, so for question 2, what do you need to do? Ok, question 2, you will have to read and write the suitable words in the gap nhất. Ở đây mình có những cái, đầu tiên là người ta cho mình một cái bảng, cái bảng này. Đây là thông tin của cái bảng này. Thì mình sẽ phải tự điền từ, mình nhìn cái bài trong cái bảng này mà mình tự điền từ vào trong ô trâu thích hợp. Người ta không nói mình là phải điền bao nhiêu từ hay là phải nói mình là điền những cái từ cho sẵn. Cái này là con phải tự nhìn vào cái bài, con tự điền. Thì đây đều là những cái thông tin của bạn Jane nè. Đâu, bạn nào viết đáp án cho cô thử nha. Ok. Tụi con biết đáp án cho cô thử nha. Ok, ví dụ number 1 tụi con điền cái gì, number 2 tụi con điền cái gì, theo tụi con mình điền như thế nào. Ok, now Hà Giang, can you help me? Hà Giang làm với cô được không? Bây giờ Hà Giang làm bài number 2 với cô được không nè? Yes. Ok, so number 2, number 1, sorry Giang, number 1. Đâu, bây giờ Giang đọc từ đầu cho cô. Hello, my name is gì đó. Giang đọc cho cô đáp án luôn. Ok. John.
My name is Jane, đúng không? Ý của cô Jane là mình điền cái từ này đúng không? Yeah. À, như vậy cái từ này thì đọc là Jane, tên bạn này là Jane á. Jane, my name is Jane. Bởi vì cái này là tụi con chỉ cần lấy từ bài đọc ra thôi, cho nên là mọi người nhớ là phải lấy làm sao cho đúng nha, phải viết đúng chính tả nha. Cái này dễ lắm, tụi con viết đúng chính tả nha. My name is Jane. Yeah, đúng rồi, thì điền cái chữ Jane này vào nè. Đúng rồi, good job. Rồi, đâu, bây giờ Giang làm tiếp cho cô nè. Rồi, Giang đọc tiếp cho cô nghe nè. Cô đến từ đâu? I'm from England. À, London, England. London, England. I'm from London, England. I'm, rồi ở đây bạn có cái câu duy nhất thôi. Cái câu này nó chỉ là I'm gì gì đó thôi. I'm gì ở đây? Ở đây con điền cái gì ra? I'm? English. Đúng rồi, English. Ở đây thì nó sẽ mang nghĩa là người gì, quốc tịch gì á. Tôi là người Anh. I'm English. Bởi vì bạn đến từ England mà bạn nói đó. Bạn đến từ London, England nè. Đúng rồi, number three, Jay, number three. Oxford Primary School. I study at Oxford. Đó, cứ viết y chang nha cô. Người ta viết sao mình viết y chang vậy luôn. Viết hoa, viết không hoa gì. Tụi con cứ viết y chang nha cô. I study at Oxford Primary School. Exactly. Good job, Zhang. And the last one, number four. It's a big school in... Nó là một cái ngôi trường rất là lớn. Ở đâu, Zhang? It's a big school in... Oxford Street, London. Okay, it's a big school in Oxford Street, London. Thật ra ở đây, thứ nhất, tụi con chỉ cần điền London vẫn chính xác. Bạn nào mà chỉ điền London là vẫn đúng nè. Thứ hai là điền in Oxford Street, không có London. Thứ ba là điền như là Giang, cả hai đầy đủ luôn. Đầy đủ đó, đáp án của mình luôn, cũng đúng chính xác luôn. Okay, good job. Well done, Giang. Thank you so much. Good job. Oxford Street, London. Hoặc là tụi con chỉ cần điền Oxford Street cũng đúng, mà điền London thôi cũng đúng luôn. Ok, good job everybody. Các bạn nhớ check lại đáp án của mình nha. Đấy thì nó cũng theo cái thứ tự rất là dễ thôi. Vì thay vì nó viết thành dạng bảng như thế này thì người ta viết lại thành câu thôi. Cái bài này dễ lắm. Mọi người chỉ cần quan trọng là tụi con viết đúng chính tả đó. Cái này mà ai mà ẩu là viết sai nè. Tụi con mà ẩu á, không để ý là tụi con viết sai chính tả là xong luôn. Đó là sai luôn đó. Nên mọi người dễ ý. Có sẵn rồi, chỉ cần nhìn ở trên chép lại xuống, nên là cố gắng viết đúng chính tả cho cô. Ok, nhớ nha. Yes Khoa, yes Khoa, goodbye, see you next time. Ok, see you back on Friday. Ok, bye bye everybody. Bạn nào bị bận thì tụi con cứ out ra nha. Ok, tí nữa đúng 9 giờ thì lớp mình cũng nghỉ nha, 4 phút nữa thì bây giờ mình làm thêm bài nữa ha. Bài này cũng dễ nè, bài này dễ nè. Chỉ cần nhìn hình, look at the pictures, look at the letters, then write the words. À, nhìn hình, nhìn chữ rồi, gọi là con đảo lại cho đúng thứ tự á. Ở đây nó đang viết cái dạng gọi là chưa đúng thứ tự. Chưa đúng thứ tự là một từ đúng không? Cái từ này nó không có nghĩa gì hết trơn. Bây giờ con phải biến nó thành cái từ có nghĩa. Bằng cách là nhìn cái hình nè, đoán được cái hành động ở đây là gì nè. Rồi con chỉ cần dùng đúng từ là được. Ok. Đâu thì các bạn viết cho con thử nè. Let me invite a boy, okay? Can you help me with this one, Hai Phong, please? Hai Phong, can you help me with number 1, 2, 3, 4 for question 3? Đâu, bây giờ Hai Phong là đánh vần cho cô nha. Mình phải đánh vần ra thì cô mới biết là đáp án của con là gì. Thì cô điền vào cho đúng nè. So you spell the word for me. Bây giờ Hai Phong phải điền cái gì ở đây đây? Con viết như thế nào, Phong? How can you write this word? Can you turn on your sound? Cô có thể tự mở mic lên được mà đúng không? Ok, rồi bây giờ Phong đánh vần cho cô nghe nè, Phong đánh vần cho cô nghe nè, cái từ mà con điền là từ nào đâu? Con đánh con biết như thế nào? Have you said anything? Như tiếng của Phong hơi nhỏ, nãy giờ Phong có nói gì chưa? Cô không có nghe thấy. Đâu, bây giờ con biết như thế nào đâu? Sao tiếng của Phong hello, hello. Hello, Phong, hello. SK. Tiếng của Phong hơi bị nhỏ nha. SK. SK. IP. IP.
IP. Gì nữa, phải không? Gì nữa? SKIP. What else? Còn gì nữa? Còn gì nữa? P, right? Ở đây còn phải có thêm một cái P nữa này. Người ta cho mình tới hai letter P đúng không? ING. Ok, good job. Next up. À, bây giờ đầu tiên là Khánh Linh để cho cô cái từ thứ hai là Khánh Linh viết chưa đúng nè. Đó, Khánh Linh viết ở đây là running, đúng rồi. Ở đây nó là running á. Nhưng mà Khánh Linh thấy người ta cho con mấy bao nhiêu letter N? Two. Người ta cho Linh tới hai letter N lận. À, đó, chỉ cần viết như Linh là bị sai liền. Ví dụ cần tụi con viết lại như Linh là bị sai này, bởi vì Linh bị thiếu một letter N là chưa đúng. Người ta cho mình tới bao nhiêu? One nè, two N lận. Cho nên là để ý coi là mình viết đúng chưa, mình viết đủ cái từ, cái chữ cái người ta cho chưa. Ok, tụi con cứ làm sát theo đề. Ví dụ đề mà có sai đi, mình làm sát theo đề thì mình cũng sẽ không bị trừ điểm đó. Nhưng mà chắc chắn đề thì thường sẽ đúng nhiều, đúng không? Nên tụi con nhớ là phải đúng đề, làm đúng theo cái đề cho mình gì thì mình phải làm đúng như vậy. Thế còn cái từ này thì con nghĩ cũng dễ thôi, đúng không? Cooking. À, cooking. Cooking nha, không nha. À, ở đây con phải điền đúng cái người ta cho mà. Cooking nè. Và cuối cùng thì giống như các bạn đã ghi cho cô, đúng rồi, mình có what is it? We got swimming. Đúng rồi, ở đây bạn nào mà không để ý cái không quên mất là ở đây có hai letter M này. Quên mất ở đây người ta cho hai letter M là sai luôn. Swimming của mình là phải có hai letter M nha, mọi người nhớ nha. Yes, Thúy Hạnh, cooking. Đúng rồi, good job, well done. Bài này rất là dễ đúng không? Yeah, good job. Cái này là cái gì ta? Cái này thì chắc là để dành làm sau. Ok, mình sẽ để dành làm sau nha. Cái này là nhìn hình và chỉ cần điền từ vào á. Cái bài này cũng là điền từ vào, nên là tụi con nhớ là phải điền cho đúng cái người ta cho. Ví dụ nè, reading books có S thì phải có S. Kite có S thì bắt buộc phải có S. Hurdles có S, tụi con cũng phải điền S. Nói chung là đề cho sao là con phải làm giống vậy á. Mình chỉ chọn thôi mà. Mình chọn cái người ta đã cho thì mình phải viết lại đúng như những gì người ta cho mình. À, mọi người nhớ nha. Chứ taking photo không có S là sai. Books mà không có S là sai. Hay tụi con tự ý đổi thành a book cũng không được luôn. Đề cho sao mình phải làm vậy. Mọi người nhớ nha. À, cái bài này cũng dễ, bài này cũng giống y chang như cái bài hồi nãy nè. Đó, bài này cũng giống y chang bài hồi nãy nè. Cái đề này khá là dễ, không có khó. Ok. Cái này thì hôm sau mình lại đi tiếp tục giải đề đó. Hôm sau thì cứ giải đề, cứ hết đề này mình qua đề khác, cứ hết đề này mình qua đề khác vậy đó. Thì có gì cô sẽ cho tụi con bài tập để mà ôm lại unit 9 trước. À, cô sẽ cho bài tập về nhà tụi con và bữa hôm sau thì sẽ là ôm lại unit 9. Ok. Rồi từ đó về sau là cô sẽ cho tụi con là tổng hợp unit 1 tới 9 luôn, có nghĩa là mình giải đề đó. Cái bài tập của tụi con cũng sẽ dựa trên việc giải đề luôn. Ok. So good job everybody, good job for today's class. I will see you guys back on Friday, right? On Friday, ok? I will send you guys the homework later. Tới gần ngày học thì cô sẽ gửi tụi con bài tập để làm, mọi người nhớ làm nha. Ok, goodbye. See you guys on Friday. Goodbye, teacher. Bye. Bye. See you guys on Friday. Bye.